Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay mình sẽ lên sóng giới thiệu cho mọi người hai sản phẩm mới về của salon Tùng Bách. Ngày hôm nay thì nhà em về được một chiếc xe Honda CRV 2.4. Con này là sản xuất 2014 và chạy zin được 12 vạn km. Cam kết là không can thiệp, không tua. Thứ nhất là xe có lịch sử hãng này. Thông qua cái số biển này các bác cũng có thể kiểm tra được một phần, tức là chất lượng của xe, xem xe nó có bị can thiệp và nó có bị tua km hay không. Chiếc xe này đang được chào bán tại salon Tùng Bách với cái mức giá gọi là trên 500 triệu đồng. Con này thì em sẽ chào bán cho các bác với cái mức giá là 570 triệu đồng. Xe thì rất là đẹp, 12 vạn zin các bác nhé. Ở bên ngoài này thì em có một chiếc xe Kia Cerato. Con này là 1.6 Luxury sản xuất 2020. Xe thì chạy zin chỉ có 2 vạn tròn km. Nội ngoại thất đẹp và chất xe còn rất là mới. Em này thì còn đầy đủ nguyên cả hai chìa khóa này, sách hướng dẫn bảo hành. Nói chung là tất cả những cái đồ dùng hay là vật dụng từ khi mua mới. Bác này thì bác chủ cũ của chiếc xe này là bác ấy đổi và nâng cấp lên chiếc xe con đấy là Honda Civic bản G 2019 2 vạn tròn của nhà em. Cách đây vài ngày thì em đã lên một chiếc xe Honda Civic. Cái bác chủ xe này thì bác ấy thích xe Civic quá thì bác mới chia tay chiếc xe này và bác ấy chuyển sang cái dòng xe Honda Civic. Em này thì rất là đẹp. Nếu mà bác nào mà đang đi tìm Kia Cerato khẳng định không nên bỏ qua cái sản phẩm này, bởi vì một chiếc xe còn rất là mới, giữ gìn và đi cực kỳ ít. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đi cùng với lại một chiếc xe 2 vạn km thì nó sẽ có các cái chi tiết ngoại thất phải nói khẳng định luôn là đẹp xuất sắc. Sơn si của em này thì không tì vết, hoàn toàn không một vết xước nhỏ. Chủ xe thì cũng rất là giữ. Em nghĩ là sơn zin còn khoảng trên 80%. Đấy là nhận xét một cách khách quan. 4 lốp theo xe thì còn dày trên 90%. Đây, lốp lái lốp dẫn hướng này. Đây, rất là dày dặn luôn. Bề mặt rất là đẹp. Nói chung là 4 quả lốp này thì cái độ hao mòn của nó không nhiều, còn khoảng trên 90%, cả lốp trước lẫn lốp sau, chuẩn đời, chuẩn đết và chuẩn lốp theo xe. Đây là tuần thứ 20 năm 2019, tức là xe 2020 sử dụng phụ tùng của 2019. Bề mặt phay của 4 quả la răng thì hoàn toàn không có xước sát. Nói chung là lái rất là giữ gìn. Màu đỏ đẹp không? Bóng căng, mọng căng luôn. Con này thì đã được dọn dẹp rồi. Nó đã được đánh bóng lại toàn bộ xe này, dọn vệ sinh cái khoang nội thất này, dọn vệ sinh khoang máy, lốp sau này. Đấy, bề mặt đẹp và rãnh ma sát còn rất là sâu. Thấy không? Này, bề mặt phay của 4 quả la răng này. Nếu mà các bác thích một chiếc xe có thiết kế ngoại thất, thứ nhất là trẻ trung, đẹp, tiện nghi nhiều, tiết kiệm nhiên liệu này lại bền, thì có thể chuyển qua sử dụng cái dòng xe Kia Cerato. Kia Cerato đặc biệt là bản 1.6 Luxury này thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này là sản xuất 2020 mà xe đi rất là ít, xe đi có 2 vạn cây thôi. Đây, bây giờ em quay cho các bác xem về phần nội thất này, da ghế như mới này, da vô lăng này nguyên phấn này, tay nắm số cũng nguyên phấn này. Nói chung là trong cái nội thất của con xe này thì chưa có bất cứ một cái điểm nào nó bị xấu hay là hao mòn theo thời gian. Đây, xe đi có 2 vạn thì chắc chắn là không thể bị hao mòn. Đây các bác nhìn này, em sẽ đẩy cái ghế lên. Đây, ra đây cho nó sáng một chút này. Quay vào khoảng thời điểm nhá nhem tối này, quay vào bên trong cái phần nội thất thì nhìn nó cũng rất là khó, mép ghế mới tinh, rất là sạch sẽ. Lòng ghế thì hoàn toàn không bị trùng. Con này thì mở ra còn thơm mùi xe mới, nói không ngoa các bác nhé. Chính xác luôn. Có 2 vạn cây mà xe đi giữ gìn thì bên trong phần nội thất của xe thì chắc chắn là chưa thể mất mùi được. Đây, tabi cửa này, đẹp chưa? Đẹp cực kỳ. Con xe này đẹp thế phú nhỉ. Nếu mà mua Kia Cerato mà không lấy chiếc xe này thì cực kỳ là ân hận luôn đấy. Mà thời điểm này thì giá nó rất là hợp lý. Bây giờ đời 2020 1.6 Luxury bản có cửa sổ trời mà chào bán ra chỉ có 570 triệu. Mà đây lại còn một con xe rất là đẹp, cam kết và bảo hành luôn cả số km ở trên đồng hồ. Con này nếu mà phát hiện ra tua hay là can thiệp về km thì em sẽ tặng nguyên xe. Đấy, trời không? Đẹp thật, rất là mới. Bản này thì được trang bị có 2 túi khí an toàn thôi, có ga tự động này, có tích hợp vô lăng này. Xem là có lẫy số thể thao chưa? Con này không có. À, bản này là không có lẫy số thể thao. Có rất là nhiều chế độ lái. Đây này, chuyển thông qua cái nút này. Dòng này thì có cái gì hay hả Phú? Nhiều option không? Xe Hàn thì luôn thiên về option. Nếu mà các bác thích một chiếc xe có kiểu dáng ngoại thất đẹp này, trẻ trung này, năng động này, thời trang này, sành điệu này, và tiện nghi bên trong thì lại nhiều, chắc chắn là chỉ có tìm đến xe Hàn thôi, ở trong cái tầm tiền hay là cái phân khúc này. Con này thì điều hòa 2 vùng, một bên lái và một bên phụ này cũng có auto. Ở đây có một cái màn hình nhỏ nhỏ để hiển thị các cái thông tin của điều hòa, nút ấn khởi động ở đây. Cái kiểu thiết kế cái tay nắm số của con xe này, đây rất là giống cái dòng xe Audi, kể cả là cái vô lăng. Đấy, không hiểu sao giống đấy nhỉ. Ngồi bên trong này thì cảm giác nó rất là sang. Đây vô lăng đây các bác này. Tích hợp vô lăng thì chi chít, ở bên trái này nó là các cái phím để điều khiển các chức năng ở trên màn hình giải trí, còn bên phải là cruise control, tức là ga tự động. Màn hình này màn hình theo xe. Nó có một dải phím cứng, một dải phím vật lý nằm ở phía bên dưới, nó là để điều khiển các cái chức năng ở trên cái màn hình trung tâm này. Đẹp thật. Đây, cái này nhìn rất là giống xe Đức này các bác này. Đấy, cái cửa gió này. Cửa gió của cái dòng xe Kia Cerato này trông hay đấy, trông rất là đẹp luôn. Con xe này rất là mới các bác nhá, mới khét lẹt luôn. Đây này, nhìn này. Không tì vết. Nội thất cũng như là ngoại thất hoàn toàn không có một vết xước. Con này cam kết và bảo hành cho các bác luôn. Bác nào mà đang tìm Kia Cerato mà bỏ qua chiếc xe này thì khẳng định luôn là cực kỳ tiếc. Ở ngoài này thì quay vào nó thiếu sáng nên nhìn nó rất là khó, nhưng mà em sẽ cam kết và bảo hành, nói chung là tả cho các bác. Đấy, ốc chân máy này, nguyên zin này, máy móc các thứ, nói chung là trong khoang động cơ này thì không khác gì một chiếc xe mà vừa mới từ hãng đi ra. Bởi vì con này em vừa mới vệ sinh, khoang động cơ này xong. Bây giờ hiện tại là nó rất là sạch sẽ và không có bụi, đây, rất là đẹp luôn. Động cơ này là động cơ 1.6. Đẹp không? Cực kỳ đẹp. Các cái chi tiết nhựa này, nhựa đen này, nhựa trắng này, các chi tiết cao su này, các cái đường ghen dây điện này, các bác nhìn xem nó rất là gọn gàng, độ nguyên bản là 100%. Bác nào mà thích chiếc xe này hay quan tâm đến con xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0961 266 668. Số điện thoại đó em có sử dụng Zalo. Sau đó thì em sẽ gửi cho các bác một cái bộ ảnh chi tiết ban ngày của con xe này. Em xe này thì không bàn về chất, chỉ có bàn về giá thôi. Mà giá thì em đưa ra cái mức giá cực kỳ là hợp lý. Các bác không có thể mua ở đâu được một chiếc xe, thứ nhất là đẹp này, đi ít này, với cái mức giá loanh quanh chỉ có 570 triệu. Đấy, thích chưa, đẹp chưa? Xe thì quá là đẹp. Đây là chiếc xe đầu tiên trong cái video của ngày hôm nay. Chiếc xe thứ hai thì nó nằm ở vị trí trong này. Em này thì cũng không phải là một con xe đời cao. Nhà em mà đã mua xe đời sâu thì xét cực kỳ là kỹ các bác nhá. Cũng giống như là Fortuner 2011 hay là CRV 2013. Em này là CRV bản full 2.4 2014. Biển thì vẫn là một biển từ đầu, tức là nó chưa chuyển vùng bao giờ. Con này là mua tại Thái Nguyên từ đầu luôn, biển 20A09161. Xe này là hai anh chủ, tức là chủ đầu và chủ thứ hai là chơi cùng với nhau và để lại cho nhau. Nó hoàn toàn chưa qua thợ, qua salon, tức là chưa bị can thiệp về km. Riêng về số km ở trên đồng hồ của con xe này thì các bác cực kỳ yên tâm, nó là số km chuẩn chỉ luôn. Anh này thì cũng rất là cẩn thận. Mỗi một lần thay dầu thì đều vào bên trong hãng, thế nên là trong lịch sử hãng thì lưu hết tất cả những cái lần thay dầu của chiếc xe này. Đẹp không? 2014 thì nó khác với lại 2013. 2014 thì nó có mâm phay, nhìn nó đẹp hơn, nhất là lúc nó quay. Bệ bước thì là theo xe rồi. Cái dòng này bệ bước là đi theo xe luôn à Phú ơi? À, lắp thêm à? Nhà em có một thằng em trước nó làm ở Honda, thì chính vì thế nó rất là dành những cái mã sản phẩm của Honda. Cái dòng xe CRV này thì phải nói thẳng luôn là khẳng định đến bây giờ thì nhìn nó vẫn cứ đẹp. Đây, nhất là cái dáng của cái con xe đời 14. Đây các bác nhìn này. Đó. Con này thì về cái diện tích và cái không gian sử dụng ở bên trong xe thì cực kỳ là rộng rãi, bởi vì đây là một con xe 5 chỗ ngồi. Đời 2014 thì nó vẫn là 5 chỗ thôi, còn đời cao thì bắt đầu nó chuyển lên là 7 chỗ, gọi là 5+2. Nó thêm hai cái ghế TT ở cuối. Chiếc này tuy là 12 vạn km nhưng chỉ thay có 2 quả lốp trước thôi, còn 2 quả lốp sau này vẫn là lốp theo xe. Lốp theo xe thì độ dày của nó còn khoảng tầm 80%. Nói chung là vẫn sử dụng kiểu tận dụng được. Đấy. Bởi tại làm sao chiếc xe này đi 12 vạn cây mà lại còn 2 quả lốp theo xe dày đẹp như thế? Bởi vì thứ nhất là xe toàn sử dụng và di chuyển ở trên đường bằng, nên độ hao mòn của nó đến chậm và tới chậm. Tuy 12 vạn cây nhưng mà lốp theo xe của nó vẫn còn như này. Các bác nhìn đây này, cả 2 quả dày bịch luôn, nhìn thích luôn này. Đấy, còn trên 80%. Mà nhìn bề mặt cao su của nó cũng còn rất là đẹp. Nói chung là các bác vẫn có thể sử dụng được tiếp chứ không phải thay. Đây, tuần thứ 15 năm 2014, 15-14 đây này. Đấy, đây là đết của quả lốp đây này. Chuẩn chỉ luôn là lốp theo xe. Rất là đẹp, bề mặt phay của 4 quả la răng này. Này, bác này thứ nhất là bác đi giữ, và thứ hai là lái cũng khá tốt. Ở hai bên cái bệ bước chân thì hoàn toàn không có xước sát. Con này không phải là một chiếc xe đời cao, chính vì thế khi mua thì em cũng phải xem rất là kỹ. Thứ nhất là chất xe nó như thế nào, và thứ hai là nó cũng có lỗi lầm hay không. Xe thì hoàn toàn không bị tua hay là can thiệp km. Con này nếu mà hạ km thì nhiều người cũng sẽ không biết được, trừ khi là xem cái lịch sử bên trong hãng, trong đại lý. Đấy, em để nguyên cả biển này cho các bác kiểm tra này. Cái đời 2014, 2015 và 2016 đến 2017. Đầu 2017 thì nhìn cái form xe nó cũng đều như này. Đây, cái phần đuôi xe của nó rất là thoáng. Nói chung là cái chiếc xe này thì nó sẽ có một cái khoang hành lý và cốp để đồ cũng khá là rộng rãi. Nếu mà gia đình có cái tầm tiền gọi là trên 500 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời các bác nhé. Động cơ 2.4 chạy khỏe, mà đặc biệt là động cơ Honda nó rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đây, trần thì trắng phau phau, thấy không? Khoang hành lý thì rất là rộng. Chiếc này mà sử dụng gia đình thì cực kỳ tuyệt vời. Sử dụng kinh doanh thì nó không hợp lý cho lắm, bởi vì nếu mà đã đi kinh doanh thì phải đi xe chấm nhỏ. Còn nếu mà xe 2.4 này mà sử dụng gia đình thì cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Chiếc xe này thì nó rất là rộng rãi. Em này thì chất nó rất là tươi. Mua con xe này về thì chỉ việc sử dụng thôi. Cái giá trị cốt lõi của cái dòng xe Nhật, dòng xe Honda, thứ nhất là một cái cỗ máy này bền bỉ này, thứ hai nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, form dáng xe thì nhìn đẹp chưa? Con này thì em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Hai lốp theo xe này, keo chỉ zin này, kính zin này, động cơ zin này, hộp số zin. Em quay cái khoang máy một phát thì các bác nhìn cực kỳ là yên tâm. Hay bây giờ em mở ra em quay cho các bác xem về cái nội thất thôi thì các bác cũng thấy con xe này chất của nó tươi như thế nào rồi. Đấy, đèn đóm trước sau của nó này, đẹp không? Bề mặt vỏ nhựa đèn thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Thích không? Rất là thích. Bệ bước chân hai bên này cực kỳ là ngay ngắn này. Đây, nếu mà những cái người mà đi không cẩn thận hay là lái ẩu thì thường thường bị va chạm hay là móp méo ở cái vị trí, đặc biệt là phần đằng sau này, cái phần nhô ra này, nhìn nó rất là xấu. CRV này mà nhất là màu trắng này thì nó lại cực kỳ là ăn điểm. Con này ở trên cái xe màu trắng nhìn nó rất là to xe và sáng xe. Hôm trước thì nhà em về một con 2.0 2013, con đấy là màu mắm tôm. Con đấy là màu mắm tôm. Nhưng mà chỉ lên sóng sau 2 ngày thì đã có khách hàng lựa chọn, bởi vì cái dòng xe Nhật này thì cũng rất là nhiều bác quan tâm. Đây, tổng thể ở cái phần đầu xe này các bác thấy nó rất là ngay ngắn và gọn gàng. Đấy, xe đời sâu mà các chi tiết ngoại thất cũng như là nội thất của xe thì không có điểm gì để mà chê. Đây, bề mặt vỏ nhựa đèn pha này, thích không? Ở bên trong đèn pha thì có cái giải LED định vị ban ngày là một, thứ hai là cái đèn bi chiếu sáng. Đèn pha của con này thì nó làm thiết kế cũng rất là tinh tế và thời trang. Mép mí của xe này bằng chằn chặn này. Đây, cua lốp cua điếc này các bác nhìn này, khít khịt khịt này. Đó, thấy cái sườn xe này, thấy không? Không có phập phồng hay là lồi lõm chút nào. Xe cũng không có một cái vùng nào bị lệch màu sơn. Đây, em nghĩ là 2014 như này là đẹp rồi. Đây là đèn gầm này, không hấp hơi, không vào nước này. Viền mạ chrome của nó thì rất là sáng này, không có xước sát này. Đấy, cái vị trí phía bên dưới này thấp nhất ở cái phần đầu xe, đây cũng không phải là sơn lại đâu, đây nó là cái phần hợp kim, nhưng mà em thấy nó cũng không bị va chạm chút nào. Đây, con này thì toàn đi đường phố thôi mà, đẹp không? Đây, rất là đẹp nhá. Đèn này, đèn cả hai bên này, mép mí cả hai bên này, khít hình khịt luôn này. Đấy, viền cô lốp cả bốn bên này, đây đều bằng chằn chặn và khít khịt luôn, rất là đều xe. Nếu mà đây là một chiếc xe, nếu mà 2014 đến bây giờ thì nó cũng được 8 năm tuổi. 8 năm tuổi mà em thấy như này thì nó rất là đẹp. Mỗi một năm người ta sử dụng chỉ có loanh quanh coi như là trên 1 vạn km, nó chuẩn là xe công chức. Đấy, nếu mà những chiếc xe đi vài nghìn thì nó là đi quá ít rồi. Những con xe như thế thì thực ra là chủ sử dụng quá ít. Những cái người mà một năm đi có vài nghìn cây ấy, thì không có xe thì lại thiếu, mà có xe thì lại thành thừa. Đấy, còn nếu mà chuẩn công chức thì một năm loanh quanh khoảng 1 vạn, trên 1 vạn km thì hoàn toàn là bình thường. Chủ của chiếc xe này các bác nhé, cả hai anh đều là công chức, mà hai anh này là chơi cùng với nhau. Đấy, các anh đầu tiên là làm ở bên ngân hàng, còn anh thứ hai là làm ở bên quân đội. Mà ý thức giữ gìn bảo quản vật chất thì rất là tốt. Bây giờ thì em sẽ mở cho các bác xem về cái phần nội thất của xe. Đây, nội thất này, nội thất thì da zin toàn tập luôn, không những zin lại còn đẹp. Đấy, đây là hàng ghế trước này, ghế lái này, ghế phụ này. Đây, cái này là da nhăn từ đầu, tức là cái dòng xe CRV này, nếu các bác nào đang sử dụng này, riêng cái dòng xe Honda ấy, thì bao giờ cũng vậy. Sử dụng sau một vài vạn km thì nó sẽ tạo độ nhăn và nếp nhăn trông đẹp như thế này. Đây là nhăn đẹp các bác nhé, giống như kiểu là người ta may chun ấy, may chun từ đầu để cho nó nhăn. Cái da của cái dòng xe CRV này nó rất là mỏng, rất là mềm, ngồi nó cực kỳ là êm. Đây, đây là da zin luôn. Ở đây thiếu sáng, sợ quay vào các bác nhìn không rõ. Ghế lái chỉnh điện này, ghế bên phụ hình như là chỉnh cơ. Rộng không? Rất là rộng. CRV này thì chạy cực kỳ là sướng, con này thì gầm bệ rất là chắc. Các bác mua con xe này thì về chỉ việc sử dụng thôi, hoàn toàn không phải đi chăm chút hay là bảo dưỡng hay là làm gì cả. 4 quả lốp này về cũng sẵn dùng ngay. Đây là hàng ghế thứ hai. Đây, Ghế trước và ghế sau thì nhìn nó nhăn cứ đều đều như nhau, nhưng mà đây là nhăn đẹp. Nhăn này là nhăn theo thiết kế của nhà máy đấy, chứ không phải là một chiếc xe nó sử dụng nhiều hay đi nhiều, dùng nhiều nó hỏng cái bề mặt da nó bị nhăn như thế. Đây, nhăn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đẹp không? Rất là đẹp. Con xe này là đẹp. Nếu mà 2014 như này thì em thấy nó cũng rất là ok rồi. Đó, thấy không? Rất là rộng. Ngồi ở tại vị trí hàng ghế thứ hai cũng có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, tức là đằng sau sẽ thông thoáng. Vậy mới lại các bác nhìn này, khoảng cách đầu gối hay là khoảng không ở trên đầu này rộng rãi vô cùng. Ở cái phiên bản 2.4 này nó xếp vào bản full, xe được trang bị thêm cửa sổ trời. Còn 2.0 thì hoàn toàn không có cửa sổ trời. Đây, tabi này đẹp không tì vết. Xe này rất là giữ, xe này rất là giữ luôn. Đây, mép ghế này, lòng ghế này. Đấy, đi mua xe cũ, đặc biệt là xe qua nhiều năm sử dụng ấy, thì các bác nên xem các cái chi tiết hao mòn bên trong phần nội thất của xe. Phú ơi, giúp anh mở tất cả toang 4 cửa ra để cho nó sáng hơn một chút. Đấy, để quay thì mọi người nhìn sẽ rõ hơn. Đấy, những cái gì làm rồi, những cái gì spa rồi thì em cũng sẽ chia sẻ và nói ra để cho mọi người cùng được biết. Đấy, cái da ghế đằng sau này là zin 100%. Da ghế phía trước cũng thế các bác nhé. Nó rất là đẹp. Nói chung là tình trạng nội thất của em xe này thì cực kỳ là tươi. Đây, đây là cái tay kéo cửa này. Ở đây là cái cụm công tắc lên xuống kính này. Đó, thấy chưa? Tất cả mọi chức năng đã được kiểm tra rất là kỹ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Em xe này này, máy nổ rất là êm, số chuyển thì cực kỳ mượt mà. Nói chung là rất linh hoạt, không có lỗi gì cả, không có bao lỗi gì. Gầm bệ thì rất là chắc. Mua con xe này thì về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Anh này cũng cẩn thận nên thay dầu lần nào thì cũng vào bên trong hãng, trong đại lý. Đấy, anh chủ thứ hai thì anh ấy làm ở trong quân đội, anh chủ đầu tiên thì làm ngân hàng. Hai anh này là chơi với nhau. Đây, đây là cái vô lăng này. Con này thì có sử dụng bọc vô lăng, nhưng mà vô lăng này thực ra là em cũng đã có spa qua. Không như nào thì em cũng sẽ phải bảo. Cái vô lăng này ấy, da thì vẫn là da zin, nhưng ở trên bề mặt da của nó trước đó ấy là người ta sử dụng cái bọc vô lăng từ đầu. Nó để lại một cái vết chợt ở trên bạt, tức là nó bị cái ma sát của cái bọc vô lăng với lại cái da vô lăng dùng lâu ngày thì nó để lại vết chợt ở trên bề mặt. Thì em đã đi gọi là phục hồi lại ở trên bề mặt da, nhìn cho nó đẹp và nó đồng đều hơn. Đấy, cái phần nào mà làm rồi thì sẽ bảo làm rồi, còn cái phần nào mà zin thì sẽ bảo là zin. Riêng cái gì thì cái em rất là rõ ràng và minh bạch. Con này là bản full 2.4 thì nó có tích hợp vô lăng này, có này là có ga tự động này các bác này, cruise control này. Màn hình thì của cái dòng xe này đi theo xe nó rất là nhỏ đây. Nó chỉ tí tí ở đây thôi, nó có cam lùi đi theo xe rồi. Chất lượng âm thanh thì cũng rất là ok. Nói chung là nghe nhạc thì gọi là đủ dùng. Xuất sắc thì các bác phải độ thêm. Đây, tay nắm số này. Tay nắm số của xe này. Nguyên phấn các bác nhá. Tay nắm số thì rất là đẹp. Em chỉ có can thiệp, nói chung là phải phẩy lại mỗi ở trên bề mặt da vô lăng. Bởi vì cái bác chủ này bác ấy dùng bọc vô lăng này từ đầu, đến khi mà em tháo cái bọc vô lăng ra, cái lớp da mà tiếp xúc mà nó bị cái bọc vô lăng này nó ôm, ở nó chà sát lên ấy, thì nó bị mất cái bề mặt da, nhìn nó không được đẹp mắt. Chính vì thế em phải spa lại. Đây, đẹp không? Táp lô phía trước mặt người lái này, các cái chi tiết của nó thì gần như là không có xước sát. Nói chung nội thất của con xe này là một người cũng rất là giữ gìn. Đây, rất là giữ chứ không phải là không giữ. Các bạn nhìn này, đẹp không? Các chi tiết sơn vân gỗ này rất là bóng bẩy, trông nó cũng rất là sang. Nó là điểm nhấn cho nội thất của cái chiếc xe này. Ngồi trên con xe này thì tư thế lái, thứ nhất là nó thoải mái, thứ hai là cái không gian của nó cũng rất là rộng. Điều hòa hai vùng. Đây, cũng có tự động này. Ở đây thì có một cái dải phím vật lý, phím cứng, nó để điều khiển các cái chức năng của điều hòa. Đấy, con này thì có một vùng bên phụ này, một vùng bên lái này, auto rồi. Màn hình nhỏ nhỏ này để hiển thị các thông tin của điều hòa. Còn ở trên này thì là đầu CD này các bác này. Hình như là đầu CD thôi chứ không phải là DVD. Ở đây thì chúng ta thấy là có CD. CD thì cho chất lượng âm thanh của nó hay hơn so với DVD. Nhưng bây giờ đi tìm mua đĩa thì rất là khó, cứ cắm USB và là nghe thôi các bác. Màn hình này thì sử dụng cam lùi nhé, cam lùi đi theo xe. Đấy, bác này thì bác lại không nâng cấp và không thay màn hình. Chính vì thế nên bác nào mà muốn coi như là có một cái màn hình full tính năng và lên cho em một bộ màn hình Android. Đẹp không? Đây, chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu của cái dòng xe Honda. Ở đây là cái tắt bật. Cái này là cái cân bằng điện tử hoặc là chống trơn trượt. Để xem là chiếc xe này nó được trang bị bao nhiêu túi khí an toàn. dòng xe CRV này ở trên cái phiên bản này thì hình như nhiều túi khí hơn. Phú ơi, xe này là mấy túi khí? À, không phải đâu. Đếm ở trên này sao là tại sao chỉ thấy có hai bên ghế mẹ, hai phía trước thôi nhỉ? Cột A không có, cột B không có thì hai túi khí nữa ở đâu? Chỉ có 4 túi khí an toàn thôi. Ở cái phiên bản 2.4 này thì chỉ có 4 túi khí an toàn thôi các bác nhé. Và xe được trang bị cửa sổ trời đây, cửa sổ trời đây. Con này thì trần xe rất là trắng trẻo, rất là sạch sẽ, hoàn toàn không có bị sờn xù hay là bám bẩn. Đấy, bây giờ mở cho anh cái khoang động cơ. Da đẹp không? Da ghế này, da ghế cả hai bên này. Đẹp như này. Da của CRV nó rất là mềm và mượt. Đây. Đây là cái chân phanh này, đây là cái chân ga này. Nếu mà nhìn thông qua cái này thì 12 vạn em chẳng thấy nó mòn gì. Có thể là cao su của Honda nó rất là bền. Nên các bác đi mua xe đừng nhìn vào cái đấy, đừng tin vào cái đấy quá. Đấy. 12 vạn mà em thấy nó đã mòn đâu. Bây giờ thì em sẽ quay vào khoang động cơ cho các bác cùng được xem. Độ nguyên bản của nó rất là cao các bác nhé. Con này thì vệ sinh qua coi như là nó đã hết bẩn. Bây giờ thì nhìn nó rất là rõ. Ốc con nào mà có vết hay là không có vết thì quay các bác cũng sẽ nhìn thấy. Đây, đến những cái con ốc ở cái phần đầu xe này còn nguyên chấm sơn này. Tức là chưa tháo và mở ra bao giờ. Kể cả cái cản trước. Đây các bác nhìn xem. Đó, thấy không? Không có tùy vết và còn nguyên chấm sơn. Tất cả luôn. Ốc đầu khóa này, ốc rằng này. Ốc cản trước hay là mặt ca lăng hay là ba đờ sốc cũng vậy. Đây, hay là đèn. Đây. Nguyên chấm sơn này, nguyên chấm sơn này. Con nở này còn nguyên chấm sơn này các bác này. Đấy, đây nguyên chấm sơn này. Cái này là cái mặt ca lăng các bác nhé. Tức là cái phần đầu xe này là chưa có động chạm hay là tháo ra bao giờ. Đấy. Động cơ này là động cơ 2.4. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe 2.4 này nó loanh quanh em nghĩ là nó cũng phải từ 10 đến 12 lít. Đấy. Không, xe Nhật như theo các bác đang sử dụng thì thấy bảo là hỗn hợp của con 2.4 tức là CRV này nó chỉ ăn có 10 lít thôi. 12 lít thì nói hơi quá, bởi vì 12 lít thì thực ra là nó lại nhiều. Em nghĩ là CRV nó không ăn nhiều đâu. Bởi vì những cái bác mà đang sử dụng cái dòng xe 2.4 này bảo đi rất là sướng và nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà chạy đường trường, chạy đường dài ấy, thì nó còn ăn ít hơn nhiều. Đây, đây là cái cục keo thừa do con robot nó vào nắp trong dàn cò. Con này thì zin hết mà cái da máy của nó rất là sáng. Các cái chi tiết trong khoang động cơ sau khi dọn dẹp đi, đây, nó rất là đẹp. Ốc chân máy thì nguyên bản và nguyên chấm sơn, không tì vết các bác nhé. 2.4 này, 2.4 này. Công nghệ này là IVTEC này. Đó. Đẹp không? Gioăng dàn có zin, các cái chi tiết trong khoang động cơ còn mới và đẹp. Đây. Chiếc xe này đang được chào bán tại salon Tùng Bách với cái mức giá con này em sẽ chào bán là 570 triệu đồng. Xe thì rất là đẹp so với lại một chiếc xe mà sau 8 năm sử dụng hay là một con xe CRV 2014 thì đây là một chiếc xe đẹp rồi. Cũng có thể trên thị trường thì đang chào bán rất là nhiều những chiếc xe cùng đời, cùng phiên bản. Nhưng các bác cứ xem thông qua các clip của em này, thông qua clip của con xe này mới lại xem hình ảnh của những chiếc xe khác để các bác so sánh được và biết được một phần chất lượng. Đấy, một em xe rất là đẹp ở trong tầm giá. Nếu mà gia đình mà bây giờ có loanh quanh trên 500 triệu đồng thì em cũng sẽ chọn chiếc xe này. Thứ nhất là kiểu dáng đẹp, thứ hai là tiện nghi nhiều, thứ ba là không gian sử dụng rộng rãi, thứ tư ưu điểm của dòng xe Nhật này thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu và thứ hai là độ bền sau nhiều năm sử dụng. Em xe này thì coi như nó hội tụ đầy đủ những cái yếu tố, những cái ưu điểm đấy để các bác đáng và nên sử dụng ở trong cái tầm giá coi như là trên 500 triệu đồng. 5 người hay là một gia đình mà ngồi trên con xe này, kể cả là di chuyển cho những chuyến đi xa thì cực kỳ là thoải mái. Đấy, các bác nhìn xem. Đến tại thời điểm này thì xe vẫn chưa bao giờ gọi là lỗi mốt cả. Bác nào mà quan tâm hay liên hệ cho em theo số điện thoại là 0961 266 668. Xem xe tại thành phố Thái Nguyên, salon Tùng Bách có địa chỉ tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Sau đây thì em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.